Các bạn ơi, Tết đến xuân về, nếu như bạn nào chưa có một nick để chơi Identify ở hệ điều hành Android thì hãy đến với bạn Nguyễn Kiên, bạn của mình, rất là uy tín. Nếu như bạn nào không tin tưởng có thể dùng Midman nha, ok. Và app này có rất nhiều skin S và skin A để cho các bạn chơi vào dịp Tết này. Và số Zalo mình sẽ để ở dưới phần mô tả video nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chết tiền đâu chưa? Rồi ạ. Rồi đúng rồi. Hứa như nào? Không thật ạ.